Xin chào quý vị, các bác tài. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị một chiếc xe được ra đời vào năm 2020. Đây là chiếc xe SRM của nhà máy Đông Ben. Bây giờ người ta đổi thành cái thương hiệu Cineray luôn rồi quý vị. Thì xe này em đang bật hết cái đèn lên để cho quý vị thấy rõ nhất là về cái độ chiếu sáng với lại về cái đèn nó tất cả các đèn nó hoạt động như thế nào. Đó quý vị. Đây là chiếc xe mà có màu vàng do khách hàng người ta đặt. Đó quý vị. Thì xe này nó có màu cơ bản là màu trắng, màu xanh. Bên cạnh đó là màu những cái màu khác mà quý vị cần thì tụi em qua vấn có thể mình sơn theo yêu cầu sở thích của quý vị. Đây là mặt trước của xe Đông Ben. Mặt trước xe Đông Ben thì chiếc xe này nó thay đổi hoàn toàn so với lại cái dòng xe Đông Ben trước đây. Dòng xe này có tải trọng là 930 kg. Cái số hiệu xe nó là SRM nha quý vị. SRM đây này. Thì em sẽ chiếu sơ qua cho quý vị thấy cái toàn thể chiếc xe này. Cái xe này là chiếc xe thùng kính. Ngoài ra nó còn có thùng bạc và thùng lửng. Và phần mặt trước chiếc xe đây. Xe thì trang bị cái phần mặt trước. Nó được thiết kế phần mặt trước rất là tinh xảo, rất là đẹp. So với các dòng xe mà có tải trọng 900 kg thì hiện tại bây giờ dòng xe này là đẹp nhất. Không có xe nào mà qua nổi cái dòng xe này quý vị. Đó, rất là đẹp. Đây là đèn. Đối với Đông Ben thì người ta trang bị luôn cả cái đèn cầu. Đèn cầu như vậy. Cái độ chiếu sáng rất là xa. Độ chiếu sáng của đèn rất là xa. Bên cạnh đó là hai cái đèn này. Đó. Nhìn phần đèn đằng trước á, chúng ta thấy là nó như một cái phần đèn của xe hơi vậy quý vị, chứ nó không giống như là một chiếc xe tải như là phần đèn chiếc xe hơi. Nó rất liền làng và đồng thời thêm cái nữa là nó rất đẹp mà. Rất đẹp, bi tròn rất đẹp nè. Hai hốc này phân ra thành hai cái phần đèn rất là đẹp. Thấy quý vị. Đó. Còn mặt ga lăng phía trước, cái hốc lấy gió nó được thiết kế cũng rất là đặc biệt các quý vị. Rất đặc biệt. Phần chữ SRM nó nổi trên lên trên cái khuôn màu đen này. Viền xung quanh được thì được mài chrome, nhìn rất tinh xảo. Thực sự nó rất là sang trọng. Rất là sang trọng. Đó. Còn chỗ này là chỗ mà để mình gắn biển số lên nè quý vị. Vì nó thiết kế, nó bố trí trên đây nhìn cũng hợp lý. Có bắt xanh ốc luôn để cho mình gắn. Ở phần phía dưới này là phần mặt ga lăng. Thì cái phần đằng trước này nó toàn bộ nó làm từ nhựa hết. Nhưng mà nó rất chắc chắn. Đó, rất chắc chắn. Phần bây giờ mình sẽ đến cái phần xem là thử cái độ lề lạc của chiếc xe như thế nào ha. Vậy đây phần mặt trước nè. Phần mặt trước thì nó rất là lề lạc quý vị, rất là lề lạc. Từng đường nét ăn khít với nhau. Đèn sương mù nè, từng đường nét ăn khít với nhau. Bên hông xe đường nét nó rất là khít với nhau. Riêng cái trên cái phần nắp capo để nó không được khít mấy quý vị. Đó. Bây giờ cái phần gương của xe SRM này đó là gương có thể gập vô được. Đó, gập vô được như vậy. Gập như vậy là hết cỡ rồi quý vị. Đó, gương này thì gương chỉnh bằng tay. Xe này là xe Euro 4. Phía bên hông nó có một cái đèn để xi nhan qua như vậy. Bánh thì bánh là năm bánh có thông số là 5.5 13LT là cũng trang bị cái bánh mâm SRM. Phần treo trước của chiếc xe đó. Treo trước của chiếc xe đây quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần mà
Nội thất xe. Nội thất xe, tắt cái đèn đi. Đó, đây là cái phần đèn sương mù rồi các thứ. Đó quý vị, thì xe này nó được thiết kế là cái phần bây giờ bên phần cánh cửa thì chúng ta thấy là nó có một phần nó hốc để đồ đây nè. Đó, phần này tay nắm cửa để kéo cửa ra. Đó, phần này xe thì được trang bị cái kính chỉnh điện một chạm lên xuống. Đó, có khóa kính ở đây. Rồi. Bây giờ cái phần này thì chúng ta thấy là phần này được làm bằng nhựa cứng. Em gõ rất là mạnh vô thì thấy là chiếc cái phần này của chúng ta nó rất là cứng cáp ha. Phần rất là cứng cáp. Để cái tiếng mình sẽ thử cái tiếng mà đóng cửa vô. Đóng cửa vô thì không nghe tiếng tôn nhiều như những phiên bản trước đây ha. Nhưng mà có điều là cái phần này nè, cái phần này nhà máy người ta làm hơi dở, có nghĩa là phần này nó có một cái ron để che nước ở đây rồi. Nhưng mà có điều là cái cửa này nó không có liền lạc, nó vẫn còn một cái độ hở nhất định đấy quý vị. Đó, một độ hở nhất định thì cái này nhà máy nên xem lại nha. Rồi, chiếc xe này chúng ta là ở dưới đây cũng có đầy đủ hết nha quý vị. Côn rồi đầy đủ như chiếc xe bình thường hết. Đó. Phần ghế này là ghế bọc da. Ghế này ghế được bọc bằng da rồi. Đó. Dạ da thôi. Đó, phần ghế này có thể điều chỉnh lên xuống được. Đó. Nói chung là điều chỉnh khoảng được 4 hướng. Đó. Và bây giờ mình sẽ lên xe thử. Đây là cái phần mà ngồi trong nội thất của xe đây. Quý vị thấy không? Phần nội thất của chiếc xe. Phần nội thất của chiếc xe này chúng ta thấy là cái vô lăng SRM đây. Nó trang bị là cái vô lăng 3 chấu, 4 chấu. Có hai cái nút còi hai bên mà. Đó. Chứ dòng chữ SRM đây. Mà rôm rất là sáng thôi, mình dán vô lại để cho ai khi mà người ta mua xe người ta được bóc tem. Cảm giác bóc tem đôi khi nó cũng rất là thú vị. Đó. Thì bây giờ phần trước này là phần kính, thì bây giờ hiện tại là em đang nhìn hai bên thì tầm nhìn đối với cái xe này nó rất là ok. Nó ít cái xe này là xe nhỏ, tầm nhìn nó rất là tốt, thoáng đúng không quý vị? Có thể nhìn thấy được đằng sau này đó. Rồi phần bây giờ mình kể đến cái phần táp lô, thì ở đây ở trên đây là cái số khung của xe này. Số khung của xe được dán lên đây. Ở phần táp lô bằng trước là bằng nhựa cứng, dập gân này quý vị. Đó. Thì cái nhựa này á nó đảm bảo được là cái độ bền của cái nội thất. À, phần phía trên là dập gân, còn phần phía dưới này khác biệt tí xíu. À, cái phần nhựa nó hơi khác biệt nhau tí xíu. À, ở cái phần này á thì chúng ta thấy là nhà máy nó cũng cách điệu chúng ta, có một cái đường mạ rôm à, nhìn rất là sáng đẹp ha. Đó, mạ rôm nhìn rất là sáng đẹp. Đó. Còn cái mỗi một cái hốc máy lạnh như vậy là sẽ có một cái phần để tắt đèn đi. Mỗi một bên hốc như vậy là sẽ có một cái phần mạ rôm rất là đẹp, sáng. Phần phía dưới này thì chúng ta như hồi nãy em nói là bao gồm các phím và chỉnh đèn. Đó, điều khiển cái độ cao thấp của đèn này. Cảm giác ngồi thì rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì chiếc xe của chúng ta nó còn có thêm cái này nữa, cái tính năng khóa cửa từ xa nè. Đó, tính năng khóa cửa từ xa. Bây giờ cái màn hình, bây giờ đến cái màn hình xe, cái đồng hồ xe nè. Đồng hồ xe như quý vị thấy, một chiếc xe nhỏ mà có đồng hồ rất là đẹp. Đồng hồ này nó có cái số nó có cái phun xăng điện tử á quý vị, rất là đẹp. Nó có đây, bên đây là vòng tua máy, bên đây là chip nè, odo là km đã chạy nè, chip nè. Đó, rồi cái này là km trên giờ nè. Đó, rồi kèm theo các cái phím báo khác. Đó. Thì cái xe này nó có cảnh báo luôn cả cái vấn đề là thắt dây an toàn. Cửa hiện tại là cũng đang. Đó, hết rồi nè. Thấy chưa? Rồi thêm cái nữa là xe này nó xài nó hiện tại nó đang được
thiết kế là nó có một cái màn hình cảm ứng, như vậy AM FM đó, phím home, và chúng ta có này cái mục media bluetooth, cái này có thể xài bluetooth để ra được nha quý vị, media radio audio bluetooth đó, quý vị đó. Ở đây là có một cái phím đèn ưu tiên này. Thì đối với cái xe này á, thì bây giờ khi mà chưa bật cái chìa khóa lên thì chúng ta không có trợ lực tay lái rất là nặng, nhưng mà khi nè quý vị nhìn này, phải dùng lắm mới mong được, mà cũng không thể nào mà lay chuyển hết được cái vòng được. Nhưng mà khi mà chúng ta bật cái chìa khóa lên này, đó nè quý vị nhìn này, gần một tay thôi đó quý vị thấy không, rất là nhanh à, rất là nhanh đó. Đồng thời là máy lạnh, thì hiện tại trời ở Sài Gòn đang nóng, rất là nóng, khoảng 36 37 độ quý vị không biết đâu. Thì bây giờ em sẽ thử bật cái máy lạnh lên nha, cho quý vị thấy nha. Đang để số bình thường, đi khi mà đi xe em sẽ để số 3 hoặc số 2 để coi nào. Mình sẽ lấy gió trong nữa, lấy gió trong cho nó nhanh mát. Nó thì rất nhanh mát, rất nhanh mát quý vị. Đã ngồi một tí xíu thôi là mát rồi, à, xe đánh lái rất nhẹ, cảm giác rất là thoải mái khi ngồi chiếc xe này. Đồng thời bây giờ mình sẽ thử đạp ga thử xem ở vòng tua nó lên thế nào. Đấy, chỉ cần đạp nhẹ cái là vòng tua máy lên, xe rất là ok, tuyệt vời. Đánh lái rất là nhẹ, em đánh lái vậy thôi chứ thực tế là chưa có bằng. Rồi bây giờ thử xem là bây giờ mình tắt cái máy lạnh đi để xem là xe đang đề máy nó có tiếng như thế nào, trong cabin như thế nào. À, như quý vị thấy đó, thì bây giờ cái tiếng ở trong cabin nó rất là hầu như là không có tiếng động gì hết, hầu như là không biết là máy đang nổ hay chưa. Bây giờ mở đạp cũng không nghe gì hết, máy nổ rất êm rất nhẹ đó. Đó bây giờ mới lên nè, đã rất êm rất nhẹ. Đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo quý vị, cho cái dòng xe loại có 930 kg và cái giá thành nó khoảng 200 triệu thôi, 195 đến 200 triệu thôi quý vị. Thì cái giờ đây là cái dòng xe rất là tuyệt vời để sở hữu nha quý vị. Đó rồi bây giờ mình sẽ thử mở nhạc lên xem thử xem thế nào, xem là một số cái media thì biết có gì, media thì chưa có cái gì trong đây hết, danh sách là không có file nào hết. Ta sẽ cần mở cái FM này, dò ra. À, cái này là volume này. Màn hình rất là nhạy quý vị, màn hình rất là nhạy nha. Gần trạm thu phí có một vụ tai nạn, ba và Trường Sa có mưa rào và dông. Đã có thêm 8 ca nhiễm Covid-19. Đây tình hình bị giờ hiện tại là có thêm 8 ca nhiễm. Phòng chống dịch Covid-19 được an toàn. Yeah. View is exclusively tin trong ngày với những tin chính sau đây. Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế. Bác sĩ Nguyễn Sơn và Văn Cao thì đến hiện tại vẫn chưa giải quyết xong, và cộng tác viên Minh Trọng có gọi về thông báo ở đây vẫn di chuyển lộn xộn và mọi người cũng nhẹ chân ga nếu mà có di chuyển qua nút giao này nhé. Ngã ba Lê Trọng Tấn và Bao Tân Thắng ở đây xe đông và di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành ở đây thì như quý vị thấy là khi mà em bật mắt volume lên thì cái tiếng rè của cái loa hầu như là không có. Loa này cũng rất là tốt quý vị, mình test xong rồi đó. Thì để nói thêm với quý vị thêm á là như thế này đi à. Cái xe này á
thì nói về phần thùng với phần động cơ thì cái xe này, xe SRM này á, nó có tải trọng là 930 kg. Thùng của nó thì thùng dài khoảng 2m65, treo trước của nó thì như quý vị hồi nãy thấy rồi, còn treo sau của nó là nhíp lá đó. Bánh trước và bánh sau đều đồng cỡ hết, đều là bánh 5.5 13 quý vị. Xe này thì nó chở 930 kg thì dung size thêm khoảng 10% nữa là quý vị chở được 1 tấn nha. Xe này với lại thêm cái nữa là cái dòng xe này nó chạy cái máy là máy của GM với lại cái 16 chục cam kép, thì cái này nó giúp tối ưu nhiên liệu, nó giúp tiết kiệm nhiên liệu cho chúng ta. Đồng thời là cái độ công suất của máy rất là tốt, cho nên nó cái dòng xe này nếu mà nói là vua trong xe tải 990 kg thì không ngoa đâu quý vị. Rất là xe này rất là ok, rất là bền đó, rất là tuyệt vời. Khách hàng người ta mua từ đầu năm đến giờ ta chạy rất là khen cái xe này đó. Đồng thời là xe này dung tích xi lanh 1.5 Euro 4 có full xăng điện tử. Rồi thêm cái nữa là 16 cam kép, nó giúp tối ưu hóa nhiên liệu, chúng ta tiết kiệm nhiên liệu, chạy 100 cây chỉ tốn khoảng có chừng 5 lít dầu thôi, 5 lít xăng thôi. 5 lít xăng thì vị chi giờ xăng 95 thì khoảng có chừng 12 ngàn đi, thì chúng ta tính là không tốn nhiều, không tốn bao nhiêu hết, mà cái tỷ lệ mà sinh lời của nó rất là cao ha. Đồng thời là trên chiếc xe này nó có những cái vật dụng rất là tuyệt vời chúng ta về cái phần trải nghiệm. Máy lạnh tốt nè, rồi thêm cái nữa ngoại thất nội thất đều đẹp ha. Thùng thì dài khoảng 2m7 ha, cao khoảng 1m6, rộng thì khoảng 1m62 đó. Thì em đã giới thiệu cho quý vị cái xe này rồi, thì nếu mà giả sử quý vị nào mà đang mong muốn sở hữu cái dòng xe này á, thì có thể liên hệ đến em nha. Đây là cái loại là thùng kín, đây là thùng kín của nó. Còn phía bên này chúng ta cũng có một chiếc xe của cái khách hàng Bùi Thị Xuyến nè. Bùi Thị Xuyến Bình Phước đây đó, chiếc SRM đây, chiếc SRM màu xanh đó. Chiếc này là chiếc thùng bạc, sẽ được giao trong nay mai đâu quý vị đó. Quý vị nhìn nè, thì đây là màu xanh, còn kia là màu vàng nữa quý vị đó, còn có màu trắng nữa, màu trắng và màu đen nữa, nếu mà quý vị nào muốn màu nào cũng có hết ha. Rồi thì em xin chào và mong là có cơ hội gặp lại các vị khách hàng đã xem cái clip này ha quý vị.